Xin chào cả nhà nha. Hôm nay hàng sẽ hầm măng. Măng này là măng mạnh tông á. Măng mạnh tông măng à, với hàng kia mạnh tông mình biết ở chỗ khác đi sao hàng không biết nữa. Nó non lắm, tại mua hàng mua từ hôm qua giờ thì để cái trong đây nè. Tại vì định làm hôm qua. Làm hôm qua thì anh Tâm với anh Cà không ăn được. Thì mắc đi qua bên Hải rồi. Nên hôm nay hàng mới làm nè. Thì non lắm nha, cái này nè hôm qua non hơn nữa mà để đêm tới sáng nó không được ngon non, nhưng mà nó còn ngon lắm. Cái này hôm qua mua như tới 2 kg, nhiều đây 2 kg nè, 2 kg với hằng thì bán 70 ngàn. Còn này là nó hằng hầm giò heo nha, nè giò heo. Hôm nay mình ăn thịt heo, giò heo hầm. Hằng đang rửa nè. Hằng rửa giờ hằng đi bắt nồi nước lên mình nấu nha. Mình hầm trước đi. Một tổ măng hôm qua hằng mua nè. Cái tổ măng này là măng mạnh tông. Thì ở với hằng thì măng mạnh tông thì người ta hay mua ăn lắm. Bỏ vô cái nồi nè. Nước luôn. Mấy chỗ khác thì không biết sao nha, chứ ở chỗ hàng thì măng mạnh tông người ta thích lắm đó. Giờ hàng nghe nói là cứ đi mua là mua măng mạnh tông, mà không biết người ta phân biệt ra sao thì không biết, chắc nó bự quá nhiều quá, không biết để vô hết không, ăn hết không. Vô với cái nước nó hồng hồng này là xương, không có luộc, hầm thì không có luộc, để vô luôn. Mà mình xào á thì mình luộc măng trước, rồi không xào thì không có luộc măng trước. Này nấu xương heo, giò heo, đụm heo. Măng này ngon, mềm, non nốt à măng này. Nãy hằng có cho xe cho một chút ít muối ít bột ngọt rồi chút xíu hằng nêm lại. Một cục thịt nè, ngon ghê. Đó, giờ thì muối sả chiên hả bạn ha. Dạ. Không biết trong tủ còn sả nó hôm qua cha xách qua chú Hải hết trong nó còn. Chiên có da da mới ngon. Này trời mưa chắc phải trời nắng. Nướng là ngon. Nướng. Chắc dạ. Chiên mình chiên muối sả chiên ngon. Bữa giờ ăn kho đồ không à. Cả hôm nay mình ăn thịt heo chiên sả nhỏ nhỏ đó. Heo này mà muối sả mà ăn với canh hầm còn gì nói nữa, chút xíu nó đập bẹp bẹp luôn cho nó mềm. Măng này không đắng, không có luộc nhưng mà nó cũng không đắng. Cái hầm vô chúng ta để miếng tiêu vô nó là xong rồi, xong một món rồi. Bây giờ hầm ướp thịt với nấu cơm. Dừa thôi chứ cũng không mặn gì nữa. Sả ớt.
คนใกล้ๆจิ๊กจิ๊กจิ๊กกันหำนี่หมังหมังจิ๊กอันกันหำน้ำเงาอย่าจิ้งกันไงไอ้อย่ามันมุ้ยกุ้งให้เราเราอ่ะอย่าจิ้งตาจริงล่ะอังของบ่อย่างงั้นเลยหาบ่ได้ว่าสาจะแดบชื่อยีนนะพ่อมั้ยเดี๋ยวโยให้นะพ่อมั้ยไม่ดั้มบำมาเอายั้มบำสาหญิงแล้วสาหญิงนะมาแท้ๆเอามาบำบึ้ๆอย่างนะnhững màu khác xả như đây đi rồi xong hồi hết đi nữa phải lấy đồ đậy lại á, phải có mấy cái da da nè, giờ cho vô đây xong rồi phải đậy lại cái đồ đậy lại cho lửa cao một xíu. Cơm cạn, ăn thì thấy nó cơm cạn, có canh rồi thì nó cơm cạn, còn không có canh thì nó cơm chắc. Ngày Hải giờ này xịt lú đùng đùng nữa, ta không biết ăn uống gì chưa, nó xịt gùm ben, rồi xíu nữa cơm chín. Cơm bữa nay không nhão mà cũng không khác, ngon. Ôi. Rồi quay miếng nè, miếng chào cả nhà. À đúng rồi, giỏi. Sáng thức dậy quất tô cơm. Tô cơm thêm em gói mì thì phải không? À mì. Cơm mà mì. Rồi ăn cơm mà cũng còn bướm bướm bay à? Cơm cả nhà ơi. Ăn măng đi mẹ, ăn thịt đi ngon. Con nấu tới mềm rồi, ăn đi. Em nấu tới mềm luôn á, cho mẹ không có thích ăn cứng cứng. Giò heo. Măng giò heo. Gì vậy nữa rồi? Vụ gì? Ăn canh hầm rồi con Quỳnh. Nóng hả? Từ từ để chén xuống bàn nóng. Cả nhà ăn cơm luôn. Cơm canh măng luôn. Măng hầm là hết ý anh ha. Có gì bằng măng mà măng mà hầm vô heo. Mềm không mẹ? Ăn đi. Hầm mềm mềm mình cho ở nhà ăn. Nè chú Bình nó. Dạ heo.
chị heo hầm măng, chặt cho heo ra ăn măng không hả? Thì đẹp á, thì bắt giữ con nhỏ một tô là xong. Từ từ chặt cái một dây để có quấn vít quấn vít không cái thở bay từ một cân con. Làm cái giùm heo hay cũng đưa nó vậy nó nóng mời nhà khỏi mà chờ ra giùm heo đấy ngọn khỏi chờ ra. Chép lại đi anh, làm miếng miếng rồi ở đây một phút con quên dưới coi, xuống dưới coi. Hầm mùi quá trời. Ngon mới rồi nhờ. Thầy ơi, làm hai miếng luôn hả? Kim sáng con mày chưa vậy? Sáng nó con lên thức dậy nấu ăn cho anh cao chị đẹp về. Ừ. Tại vì anh chị đi về đòi về nãy giờ nào mới nói thôi ăn cơm rồi hãy về. Ăn cơm xong cứ tôi lên xe tôi chạy về tới nhà luôn à. Không cần ghé đâu á, con nít nó ghé ăn uống là mệt lắm. Ăn xương chị, gấp xương ăn. Cà ăn đại canh cà con á. Hai phiên nhà con đứa múc tô, con đứa giữ, con đứa ăn. Ăn không có cái giữ. Ta mới phải mặn mặn vậy anh ta mới chịu ăn. Đâm mắm ngọt cũng ngọt luôn á. Ăn măng. Măng mà nó non thiệt là non luôn á. Không có một miếng mà cứng. Măng với em hay ăn chèm măng mạnh tông. Măng mạnh tông luôn. Đâu cần xả hả con, mình nấu luộc không không nên mình hầm mình không cần luộc, ăn luộc nó mất cái đi cái chất á, không được ngon. Ừ.
có bữa con nhảy tỉnh á, là con ngồi ăn cơm mà cái nhận cái đồ đũa, cái ngờ cái quên chụp nhớ tưởng là mình đang nghe cơm mà.